Chủ tịch ơi. Chào chú em nhá. Ông chủ tịch có con xe 5 chỗ gầm cao số tự động nào mà hơn 300 mà xe gia đình sử dụng nhá. Gia đình xe sử phải dụng ngon nhá. Thì mới về chú em một chiếc đấy. Đâu? Đấy, hôm qua mới mua được ông bán giày này. Mua của ông bán giày à? Ừ. Con này xe... là xe gì đấy? Con này là Ford EcoBoost. Đấy. Con... gầm cao. Xe này gì mà nó nhìn nó to mà nó xấu thế? Thì đáp ứng tiêu chí chú là xe gầm cao á thấy. Đấy. Ôi giời, mâm lốp này nhìn này, cái mâm gì nhìn này. Ốc ác này nhìn xấu như gì. Ông chưa biết về cái phòng EcoBoost này, nó phải vậy, nó hầm hố. Gầm cao thì nó về chắc khỏe, cơ bắp. Con này có tính năng gì không? Ở đây đủ. Có giống giống như mấy con Morning không? Ôi Morning sao tuổi gì sao con này? À. Con này túi khí an toàn này, quân xe này. À rồi có những gì ông thử cho chia sẻ cho anh em nào. À, cửa sổ nóc anh em này. Rồi. Màn hình thì lên màn hình 9 inch rồi. Rồi. Túi khí an toàn nói chung là đầy đủ chức năng, có đèn ổ ta tốp, à. Thống phân ABS. Có cả điều hòa auto luôn cả. Điều hòa auto số tự động luôn. Ui giời, xe gì này? Ôi xe gì đây, nó cắm dây tùm lum ở đây thế này. À mấy cái này là cái nó gắn thêm cái cam hành trình, cam da này. À. Đó có đầy đủ hết rồi, anh em mua về sẵn đi thôi. Ui giời. Có cái cả tivi đằng trước này cơ à? Tivi đầy đủ chức năng rồi. À kinh nhờ. Con này nói chung là hơn 3 đồng gầm cao là đáp ứng tiêu chí của chú rồi. 3 đồng à? Hơn 300 nhiều. Ui giời, ghế ra gì ui, có cả cái chỗ chui chui à? Cửa sổ nóc có cả không? Cái chui chui ra đi vào này à? Đúng rồi, cửa sổ nóc trên trời. À. Bản này là bản cao cấp mới có nha, bản thường không có đâu nha. Bản này là gọi là bản gì? Titanium. Titanium à? Ừ, còn một bản là không có cái cửa sổ nóc. À. Đấy, không có mọi chức năng, nói chung là bản thiếu đấy. À. Nhưng mà rẻ hơn, giá thị trường rẻ hơn mấy chục lực. À. Con này là bản full rồi, bản cao cấp. Nhưng mà xe này có liệu có vừa đi vừa đẩy được không? Xe này là bao chú là đi Bắc Nam luôn. Bao Bắc Nam hả? Bao Bắc Nam luôn, con xe này gầm cao mà đi về quê hay là đi đường xa thì cực kỳ là khỏe khoắn luôn. Ôi thôi thôi, xe này xe đều rồi, em nhìn cái là biết xe đều, biết tại sao cái xe đều không? Sao? Cái xe người ta bây giờ ai người ta dùng cái anten này nữa mà giờ, à. Giờ xe chủ tịch dùng cái anten này thôi xe đều rồi. Chú không có biết gì anten, cái nhiều người ta đổ lên anten đa số những con xe đó. Đây này như con anten vây cá con màu vàng này này đây này. Đây này. Đấy là người ta gắn thêm đó ông ơi. Hả? Người ta gắn thêm đấy. À chứ còn nguyên bản là thế này. Ờ, nguyên bản là giờ đăng tên đó, giờ người ta gắn thêm là gắn cái đuôi cá vào. Bình thường không có đề gì hết. Giờ ai người ta lại dùng đăng tên đi khổ. Đây cho chú xem cái khoang máy của xe này. Đâu đi chủ tịch mở khoang máy xem nào. Máy còn gì đâu? Máy ốc ác ở gì? À? Xe gia đình này không cánh đụng, không ngập nước cho chú luôn. À đâu mở xem nào. Đây máy đang nổ như thi thầm thấy không? Đâu máy đâu? Đấy. Đấy được khoang máy chất nhỉ. Đâu? Đây khoang máy chất chưa? Ồ. Ôi ốc ác còn nguyên hết nhỉ. Ừ. À. Này ốc ác còn nguyên, keo chỉ này có bị cấn đung đấy. Keo chỉ này xe này nó không có keo, nhưng mà nhìn ra những cái chi tiết này là nó chưa bị cấn đung. À. Nói chung là anh em mua thì cứ yên tâm, bên mình bao cho anh em là xe không ngập nước, không cấn đung. Máy êm đấy. Máy êm. Rồi. Mà số tự động nữa nha, hơn 300. À. Đi số tự động thì quá chất rồi. Trong này nó còn cái gì trong này được ta? Cái này là trong nóng rồi, tem rồi này kia trong này thôi. Nó phải dán cả chống mồn trong này à? Chống mồn này hiểu hết rồi, cách nhiệt. Hả? Đấy. Ừ. Giờ hơn 3 đồng thì chú có con xe về chú đòi hỏi xe gì nữa. À. Đời cao 2014. À. Mà hơn 300 triệu thì kiếm đâu ra con xe gầm cao mà số tự động. À. Máy thì nổ thì thầm luôn. Máy nổ thì thầm luôn. Ờ. Và đặc biệt xe này biển thành phố này. Anh em ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì không mất phí chuyển 20 triệu này. Biển thành phố này là anh em ở thành phố Hồ Chí Minh là không mất tiền biển à? Không mất tiền biển, còn anh em ở tỉnh là bao rút hồ sơ cho anh em. À, con này là chính xác là bao nhiêu đây chủ tịch? 365 triệu đồng thôi. 365 củ à? 365 củ còn bớt cho anh em. Đấy, à. Mình cứ lấy xe về đi trong ngày luôn, có tiền là full. Mà xe này còn ủy quyền không? Xe này còn ủy quyền chứ, nếu ủy quyền là còn nhân nữa, trong ngày là xong. À, còn ủy quyền này cơ à? Anh em cứ full tiền lấy xe, không cần phải chờ đợi như xe mới nha. Yeah. Gần Tết tới nơi rồi, còn một tháng rồi lấy xe về đi thôi. Yeah. Xe đẹp đấy nhỉ. Đấy chú xem đi, xem một vòng đi, có anh em nào này, ghế này còn da zin à? Da zin đấy. Con này là mấy chấm với chủ tịch ơi? 1.5. 1.5 à? Ừ. Ê con này đi tiết kiệm đấy nhỉ? Tiết kiệm nhiên liệu. Gầm cao ấy nhỉ? Gầm cao con ôi, này được cái là 4 quả lốp này là mới này. Ừ. Đó, 4 quả lốp này là mới tinh này. Đấy, dày thế nhờ, chủ tịch mới thay lốp à? Đâu, chủ trước người ta thay 5 quả lốp luôn. Gai gió còn nguyên thế này. Ừ, còn cái lốp sơ cua trong kia là chưa đi luôn kìa.
Ui, mỗi tội là xe nó xấu quá, nhìn em nhìn cái xe này là em không ưa rồi. Xe gầm xấu cao quá, hơn 300 rồi, chú chê quá là chê rồi. Rồi em cảm ơn Duyệt nhá, để có gì em chia sẻ con xe lên xem anh em nào có thích con EcoSport này không thì alo chủ tịch, số hotline của chủ tịch là bao nhiêu nhỉ? Số hotline của mình là 0969711141. Rồi. Và 0936793793. Rồi, ok. Rồi anh em nào mà quan tâm mẫu xe này thì cứ thế tới thương lượng giá, là mình giá nào mình cũng bán. À rồi, ok. Tới gặp chủ tịch là bớt từ 5 đến 10 triệu ngay. Rồi, ok, cảm ơn chủ tịch nhá. Chào anh em nhá. Rồi.